Lên nhớ vô ba con máy nha. Con này Etin MS180, MS660, MS361 nha. Con này đi theo cái lam 5 tấc mặt cắt 40 nha. Máy móc bao zin nguyên bản. Mặt tiền siêu đẹp nha, bô còn trắng tinh. Con này khai thác tầm trung gia đình nha. Con này Gizmondi đời 2022 tháng 7 nha. Làm xích đầy đủ. Con này bán cho mấy chú 2 triệu rưỡi nha. Về chỉ việc xăng nhớt vô là xài thôi. Triệu rưỡi nha, không ship siêu đi. Con này Etin MS660 nha, hàng châu, hàng nước ngoài, máy cực kỳ đẹp nha. Con này bán cho chú 20 triệu nha. Ai muốn coi chi tiết qua Zalo, máy móc cam kết zin nguyên bản 100% nha, nồng trắng nước ngoài nha, nồng chữ F nha, cam kết là nồng trắng nha, chưa thay thế bất kỳ cái gì nha. Mặt tiền còn tem luôn, con này hàng bãi về nha. Tem mình sang tem vàng nè. Hàng nước ngoài là nó không có chữ Etin đây nha, còn hàng Việt Nam là nó sẽ có chữ Etin đây. Chữ Etin nổi lên đó. Lốc còn số luôn nè. Con này bán cho mấy chú 20 triệu nha. Zin nguyên bản 100%, máy cực kỳ đẹp luôn, mặt tiền. Hai hầm rồng nha, hầm rồng zin luôn nha. Rồi. Con này không nổ máy đâu, ai muốn nghe tiếng nổ qua Zalo nha. Này Etin MS660 92cc nha. Này khai thác keo, khai thác cao su, bổ xẻ nha. Con này dân Việt Nam mình rất là chuộng nha. Con này bán cho mấy chú 20. Rồi con này là Etin MS361 nha. 361 hàng bãi nha. Con này đẳng cấp nha, đời 2009 nha. Bây giờ kiếm con thứ hai hơi bị khó. Cái đường hơi nồng nó sẽ đi khác cái bô Việt Nam nha. Và số 1, mặt tiền siêu đẹp nha, hai hầm rồng. Đi theo cây lam Gin Etin luôn nha. Xích là chặt xích mới cho chú, xích Bocco nha. Với lại hàng nước ngoài này chú thấy không? Hàng Việt Nam là nó sẽ dập nổi chứ Etin đây nè. Còn hàng nước ngoài là không có nha. Con này có sửa ấm tay cầm nè, tay cầm của nó sẽ bằng nhôm nha, để xài được sửa ấm. Giảm sóc bằng lò xo nha. Con này bê tông 47 ly nha, 59cc, phù hợp với bác mà khai thác chuyên nghiệp nha. Máy cực kỳ đẹp nha. Này cam kết zin nguyên bản nha, chế quâm rồi nha. Này đời 2009.